đèn. Mặc dù là 17 năm qua rồi, với bộ phim Top là Phía Trước Vào Bầu Trời thì chị khuôn mặt của chị hầu như hoàn toàn không hề thay đổi nhiều so với trước đây, mà chẳng qua là những cái nét khuôn mặt của chị, những cái nét trên khuôn mặt của chị trở nên đầy đặn hơn và sắc sảo hơn rất là nhiều. Đó chính là chị Nguyễn Thảo Mai. Dạ vâng, xin chào chị. Okay.